Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới phần O và phần P nha. Bấm vô 3000 intro Summer 17, bấm vô. Qua trang 2 nha mọi người, qua trang 2 thì chúng ta sẽ thấy phần O và phần P đây. Bấm vào. Thì bữa sáng có nói là nguyên âm nó rất ít nè, chẳng hạn như O, A, E, I đó, thì nó nguyên âm thì nó rất ít chữ, cho nên sẽ kết hợp với nhau. Thì tổng cộng của phần O, phần P nó sẽ là khoảng 5 trang đi. 5 trang đó là 1 trang 10 bài, 5 trang là 50 bài. Phần O ít đó mọi người, chẳng hạn như bạn ở hai đồng vẫn nhớ, vẫn tù tì, umili, ok chia tay rồi, có gì đó là hết rồi. Ông bà anh, ôi như có mới qua, rồi có vài bài thôi. Còn phần P thì nhiều hơn, cho nên Sang sẽ lấy phần P sang chơi. Rồi đầu tiên Sang sẽ chơi phần P, đó là bài Papa, nhạc ngoại nha. Và Sang hát tiếng Việt nha mọi người, không biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, hát tiếng Việt đỡ nha. Rồi, biết tới đâu hát tới đó, thông cảm nha. Rồi, nhạc phẩm mình từ đây, Papa, cho nó dạo trước. Nhớ những năm xa xưa ngày tôi bé dại có cha mẹ yêu, nhớ đến năm xưa còn bé đêm đêm về cha hôn chán con, mãi cất ghi trong tim tình thương của người biết bao sầu lo, những khó khăn trong cuộc sống cha kiên cường không than van chi. Với cha em như làn mây trắng, đời vẫn trôi nhẹ trôi, những tháng năm qua lặng lẽ, cha bên mẹ bên con dấu yêu. Đây ha, thuộc nhiều hát nhiều. Rồi, bù bài khác đi, đó bài phút cuối nha mọi người. Rồi ai thích bài gì bấm bài đó, mình đang chia bài phút cuối. Rồi, cho đi chơi sẵn nha. Còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, em ơi bao giờ mới được gần nhau. Đời nuối tia đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bên, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Rồi ha, đó là những gì trong phần B. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở phần kỳ sau.